Hello, xin chào mọi người nha. Xin chào mọi người đã quay lại kênh VN Gopi mình nha. Thì hôm nay mình sẽ đi vớt cá bi màu nha các bạn. Đó thì đây là một cái bể bạc nuôi ốc bu nha các bạn. Đó thì đây nuôi thì đợt trước mình có thả ra vài cá bi màu. Đó thì bây giờ nó đẻ rất đầy luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ cầm thâu với rổ xuống để vớt nha. Đó thì mình thả nuôi mà kiểu thả tự nhiên cá nó sinh sôi rất nhiều luôn. Đó. Và lại size nó cũng rất là to nữa. Đó, đây là dòng tím mô sắc nha các bạn. Đó, nó bơi nó sinh sôi này nữa đầy cái bể bạc luôn. Đó, vớt đâu cũng dính nha. Các con mắc nhiều luôn. Đây. Các bạn thấy cái mái không? Size rất là đã luôn nha. Size ốc nóc luôn nha các bạn. Đó, cái đây mình không có cho ăn gì hết nha. Đó, với lại cái bể nuôi ốc bu này thì mình cũng bỏ nuôi, mình cũng bỏ không có nuôi nữa. Đó. Thì bây giờ mình ra qua đây ở bên rẫy nha, ở bên rẫy thì bây giờ mình sẽ qua mình vớt cá về để mình nuôi nha các bạn thấy không? Đó, cá cái size cá rất to, rất mập mập luôn các con nữa mà vớt đâu mà dính đấy nha. Đó, cá trống thì nó lên màu rất là đẹp luôn. Đó thì cái màu anh em mình chỉ cần nuôi cái chỗ mà diện tích rộng, đó theo kiểu tự nhiên thì cá nó bao khỏe rồi size rất là to luôn. Các bạn thấy không? Đó, vớt nãy giờ là mình lựa những con cá to để mình vớt thôi, còn nhưng mà cá nhỏ 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 thì nó bơi đầy hồ luôn nha các bạn, nó bơi đầy hồ luôn. Đây. Thì đợt trước mình có làm một cái video đó thì cũng xây lên rồi lót bạc để nuôi ốc, đó thì nuôi ốc thời gian thì mình không có nuôi nữa nha. Đó thì ốc nó đây các bạn thấy ốc bu đen nha, ốc bu đen nè, đây mình nuôi để mình ăn chơi thôi. Đó mình nuôi mình ăn chơi thôi nha. Đó thì bây giờ mình có thả vài cặp, đó thì bây giờ nó đẻ ra nhiều luôn các bạn thấy. Đóng mái đó, mình vớt ngoài mà không hết luôn nha các bạn. Đó, thì mình vớt về đó, mình nuôi mình dưỡng lên nha các bạn. Đó thì tại vì trong cái bể bạc cái nước này nó hơi đen xíu, đó là do dưới bùn nhiều á các bạn nên thấy hơi đen xíu nha, nên cái màu cá nó cũng hơi đen luôn. Đó cái đây mà về mình dưỡng lại thì cá nó lên màu rất đẹp nha. Đó, các bạn thấy ốc rất nhiều luôn. Đó thì được trước đó, cái rẫy này thì cũng hay qua xuyên qua lắm, bữa nay thì mình cũng ít qua nha. Đó thì lâu lâu qua thôi nên ốc này lâu không có cho nó ăn nữa thì ốc nó rất là ốm luôn. Lần trước mình xuyên thả bèo rồi mình lấy các bướp rồi mình thả cho nó ăn, bữa nay cũng gần cả tháng 2 tháng nay rồi đó, mình mới qua lại nha. Đó, mình phát hiện đó, cá nó to, nó phát triển rất là nhiều luôn. Ốc này đó, ốc thì nó cũng phát triển rất là nhiều nha. Đó, ốc mình nuôi thì đợt trước nó to lắm mà đều bị bắt đầu hết. Đó, cũng chỉ còn mấy size nhỏ nhỏ thôi. Chút mình vớt về mớ luôn để mình luộc mình ăn luôn nha. Đó, sẵn tiện mình vừa vớt luôn cá bi màu luôn các bạn ơi. Vớt phát dính rổ các con rất nhiều luôn. Mình vớt xong chút nữa mình sẽ quay cho bạn thành quả cho mình nha. Chỗ này mình nuôi thì rộng 10 mét vuông nha các bạn, 10 mét vuông nha. Đó, nước đợt trước mình bơm rất là nhiều luôn. Đó thì bây giờ nó không có lâu rồi không có bơm lại thì nước nó rút cạn lại nha. Rút cạn lại. Nhiều nha. Cá bơi nó đã luôn. Đây. Thì dưới đây mình thả chỉ có một dòng rồng tím môi sắc thôi nha các bạn. Mình thả một dòng thôi để cho nó khỏi bị lai tàu á. Tưởng mua hết rồi chứ. Đó khỏi bị lai tàu. Đó, cái trống này mình lựa những con mà nào mà lên màu size to thì mình sẽ vớt nha. Đó mình sẽ vớt về sẵn bắt ốc luôn, bắt ốc về luộc ăn luôn. Hả? Bể này cũng 2 tháng rồi mình chưa có xúc bể, xúc thay bùn nên ở dưới bùn đó đóng rất nhiều nha. Đó phân cá rồi vừa phân ốc nữa. Là mình không có cho ốc, 2 tháng nay mình không cho ốc bu ăn luôn. Đó, nên ốc nó cũng ăn bùn nên cái size nó cũng rất là nhỏ luôn. Mà cá bi màu phát triển rất là nhanh nha. Đó, thả xuống đây đúng 3 cặp thôi mà bây giờ vớt mỏi tay luôn nha bạn, vớt mỏi tay luôn. Đó, nha. Vớt đầy thâu bạc nghỉ nha, vớt đầy thâu bạc xong rồi về. Đó. Nuôi các bạn bể màu mà chỗ kiếm chỗ nào rồng chỗ này nuôi sướng đó. Nuôi nó bao đẻ luôn.
bao phát triển nha. Đó các bạn ơi, cá trống này. Cá trống là bộ này mình thả được trước là bộ hắc mun luôn nha các bạn. Bộ hắc mun luôn á, bộ hắc mun BDS luôn. Màu sắc nha. Đó thì bây giờ nó lên màu rất là chuẩn luôn màu. Đó. Đặc biệt là nó không có bị nhiễm màu, chỉ có 1-2 con. Đó thì chút nữa mình sẽ về lựa ra nha. Còn như con mái thì size nó rất đẹp luôn. Mái là út nút đó, vây trên rũ nha, vây trên rũ, đuôi thì hắc mun các bạn luôn. Đó, nhìn mình thấy mê luôn các bạn, nhìn thấy mê luôn. Đó. Đấy. Mình vớt thêm xíu nữa mình sẽ về nha. Đó. Lâu lâu qua thăm rẫy thì mình sẵn thì mình cầm rũ mình đi vớt luôn. Đó bữa giờ mình cũng tháng mấy 2 tháng là mình cũng không có làm cái video để mình lên cá nha. Đó do mình bữa nay mình cũng bận bán cơm rồi bán cà phê nên mình cũng ít chăm sóc cá đó nên mình cũng ít ra video. Đó. Thì bây giờ mình làm cái video để đi vớt cá bị màu về cho anh em xem nha. Đó. Thành quả sau cái bể ốc bu này mình xây với lại là gần năm nha các bạn, gần 1 năm. Đó thành quả 1 năm đó mình nuôi cá mấy màu và mình thả cá 3 cặp cá màu vào đây thì nó ra đầy bạc luôn, đầy cái diện tích nó là 10 mét vuông nha các bạn, 10 mét vuông mà nó bây giờ nó sinh sôi nảy nở là đi đâu cũng thấy cá nha, nó đẻ rất nhanh luôn. Mà đặc biệt cái size mình không cho ăn, cái size cá rất là to luôn. Còn như mà có nhiều bạn nói mà nuôi trong lồng sấp cho ăn ngày 3 bữa mà cái size nó không to nổi. Tại vì trong nuôi trong diện tích to và chặt thì nó sẽ không có bơi được thoải mái. Đó, nó sẽ cái size nó sẽ nhỏ nha. Còn những cái ở ngoài diện tích to thì nó sẽ bơi lội thoải mái thì cái size nó phát triển rất là nhanh nha. Đây thành quả một hồi mình vợt nha. Đó. Mình lựa ra những cặp cá mà đẹp đẹp để mình vợt về để mình nuôi mình dưỡng lên nha. Các bạn thấy màu rất là đẹp nha. Trống mái này, trống thì toàn bộ full bê tôm cho các bạn luôn. Thôi video mình cũng xin kết thúc tại đây, các bạn xem hay thì nhớ like và đăng ký đồng hồ kênh nhé các bạn. Xin chào tạm biệt các bạn, hẹn các bạn trong các video tới nha.